Xin kính chào quý vị các bạn. Mình đến từ Đại Ấn Đồ Chơi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mã sản phẩm M57C. Máy bay quắc có gắn camera lớn 3.5 megapixel. M57C với màn hình hiển thị LCD chế độ không đầu cho phép bạn tự động quay 360 độ, một trong những chìa khóa để bạn có thể bay cao và ổn định hơn. M57C được thiết kế với một nút khóa mở tự động để điều chỉnh các vị trí trở lại. Có thể không chính xác lắm nhưng có một phương sai ở một vài mét. Nút cởi vị trí. Tốc độ tích hợp kiểm soát 2.4 giga. Truyền số liệu của M57C hoạt động chính xác hơn, phản ứng nhạy cảm hơn và khoảng cách điều khiển từ xa tốt hơn. Bạn có thể điều khiển khoảng cách từ xa lên tới 300 mét. Với M57C, bạn có thể thoải mái quay phim, chụp ảnh với độ phân giải cực cao, độ ổn định mạnh mẽ, có thể thực hiện các thao tác như vừa bay vừa chụp ảnh mà chất lượng ảnh vẫn nét. M57C là dòng 3,5 kênh lên, bạn có thể bay lên, xuống, trái, phải, tiến, lùi và có thể đảo lộn. Thời gian bay liên tục khoảng 8 phút. Thời gian sạc khoảng 100-120 phút. Vỏ hộp sản phẩm M57C. Dòng máy bay quắc 4 kênh, có thể quay 360 độ. Phù hợp với các bạn từ 14 tuổi trở lên. Toàn bộ sản phẩm bao gồm một máy bay quắc M57C, camera được gắn liền trên máy bay, thẻ nhớ 2GB, chân đỡ, khi sử dụng bạn cần xoáy ốc lại, bộ bảo vệ cánh, một điều khiển từ xa, một đầu đọc thẻ giúp bạn lấy dữ liệu ảnh video khi quay ra máy tính, bốn cánh phụ, một sạc pin, vị trí cắm sạc pin. M57C được sạc trực tiếp từ máy tính của bạn thông qua dây cáp USB. Một tua vít để tháo lắp ốc. Và cuối cùng là một sách hướng dẫn sử dụng.
Đến nơi, đến nơi thì cũng là người ta sẽ khác ạ. Để em bảo cái tả ở đâu đây.